Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ năm, ngày 6 tháng 6 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh này nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải tám Tây Ninh 69, giải tám An Giang 22, giải tám Bình Thuận 30, và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay.
Chạy đặc biệt Tây Ninh 927031, chạy đặc biệt An Giang 819967, chạy đặc biệt Bình Thuận 301832. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử số số miền Nam lần sau.